chín thứ trong nhà tuyệt đối không cho vay mượn, kẻo đánh mất tài lộc của chính mình. Quý vị thân mến, có nhiều đồ vật tưởng bình thường, nhưng theo quan niệm người xưa, mọi người không nên cho người ngoài mượn. Thứ nhất, cho mượn dao. Dao, kéo là một trong những thứ không nên cho mượn nhất. Chúng được xem là những vật dụng quen thuộc, không thể thiếu trong gia đình. Tuy nhiên, trong phong thủy, nó còn tượng trưng cho sát khí. Đó là lý do người ta khuyên không để dao kéo bừa bãi trong nhà, vì chúng có thể gây ra những tác hại không ngờ đến với sức khỏe, công danh và tiền tài của gia chủ. Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyên không nên cho mượn dao, vật đại hung trong phong thủy, kẻo có nguy cơ tự rước lấy hiểm họa về mình. Vậy nên, ngoài kiêng kỵ cho mượn dao, bạn cũng nên tránh mượn dao người khác. Tuy nhiên, trong không gian của một căn nhà, thì người này cho người kia mượn dao là chuyện thường tình, không có gì phải kiêng kỵ cả. Thứ hai là gối. Gối hiếm khi được tặng làm quà cho người khác, nên bạn đừng bất cần. Bởi gối là vật dụng không thể thiếu của mỗi người vào ban đêm, mang ý nghĩa ngủ yên, tâm an. Nếu tùy ý mua gối làm quà cho người khác, thì sau này bạn sẽ có ít ngày ngủ yên hơn. Gối chỉ có thể chia sẻ giữa vợ chồng, vì giữa họ không có rào cản, chung sống và chia sẻ gánh nặng với nhau. Thứ ba là nến. Ngày nay, có những loại nến thơm được chế tác tinh xảo để người ta tặng làm quà. Nhưng không nên mang loại nến thông thường từ nhà mình tặng hoặc đưa cho người khác. Nến là vật dụng để thắp lửa. Từ xưa, người ta đã rất coi trọng ngọn lửa. Lửa được xem là cội nguồn của gia đình. Theo quan niệm truyền thống, người ta sẽ kiêng cho mượn lửa vào những dịp đầu xuân năm mới. Việc cho mượn lửa hoặc nến được cho là sẽ làm ảnh hưởng đến tài lộc của gia đình. Ngoài ra, theo quan niệm phong thủy, lửa là một yếu tố thuộc ngũ hành. Ngọn lửa đóng vai trò quan trọng trong phong thủy của gia đình. Nó tượng trưng cho vận khí của căn nhà. Vì vậy, để không làm ảnh hưởng đến vận khí, gia chủ nên tránh cho mượn bật lửa, diêm hoặc bếp. Bên cạnh đó, người xưa cũng kỵ đưa nến, vì hầu hết nến đều dùng để thờ cúng người đã khuất. Thứ tư, ví tiền. Ví là món quà được chị em phụ nữ lựa chọn nhiều nhất để tặng chồng và bạn trai, bên cạnh đồng hồ, thắt lưng, vì đây là những món dùng thường xuyên và hợp lý nhất. Nhưng tốt nhất, bạn không nên đưa ví của mình cho người khác sử dụng, vì hành động này cũng giống như đưa tài lộc của mình cho người khác. Người xưa cũng coi ví là nơi chứa đựng vận may của bản thân, nên hành động này khiến khả năng kiếm tiền, giữ tiền của gia chủ sẽ bị giảm sút. Tốt hơn hết, bạn nên cẩn thận khi tặng ví để tránh ảnh hưởng tình hình tài chính, trừ khi vợ chồng có cùng chí hướng. Hai vợ chồng tuy hai mà một, thì việc tặng anh ấy một chiếc ví hay ngụ ý trao cho một kho tiền cũng không thành vấn đề. Thứ năm, cho mượn gương. Từ phương Đông cho tới phương Tây đều liên tưởng chiếc gương với thế lực mờ ám nào đó. Mỗi một chiếc gương đều có linh hồn của riêng mình. Vì thế, gương cũng chính là một trong những thứ không nên cho mượn. Một khi cho người khác mượn gương, có thể ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề tinh thần, ảnh hưởng tới sức khỏe, tiền bạc, gây ra những tai họa ngoài ý muốn. Thứ sáu, cho mượn đồng hồ. Đồng hồ là biểu tượng cho thời gian đang trôi trong từng tích tắc. Đeo đồng hồ là để nhắc nhở chúng ta phải trân quý từng phút giây của quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng còn là biểu tượng của sự trường tồn, vinh viễn, vì thời gian thì không bao giờ dừng lại. Mỗi khi kim đồng hồ nhích từng chút về phía trước, cho thấy con người đang dần già đi. Do vậy, dịp đầu năm kiêng kỵ nhất là tặng cho người khác đồng hồ, đặc biệt khi trong gia đình họ có người già. Bên cạnh đó, mượn đồng hồ cũng là một trong những việc cần tránh, vì điều này hàm nghĩa bạn đang cho người đó mượn thời gian, tài lộc cũng bị mượn mất. Đó có thể là nguyên nhân công việc của bạn bị trì hoãn, trắc trở. Vì thế, những chuyện xui rủi dễ xảy ra hơn. Thứ bảy, thần tài. Khi một người bạn khai trương cửa hàng mới, nhiều người không biết nên tặng quà gì.
sẽ lựa chọn mua một con mèo thần tài hay một ông thần tài để tặng cho họ với ý nghĩa chúc khai trương hồng phát, tiền vào như nước, tài chính dồi dào. Trên thực tế, bạn cần phải hết sức cẩn thận khi tặng thần tài. Vì theo quan niệm người xưa, việc trao thần tài cho người khác có thể dễ dàng lấy đi của cải của chính bạn. Sự giàu có của bạn sẽ bị tiêu tán trong một thời gian dài. Thứ 8. Đồ cổ. Đồ cổ nghe có vẻ rất văn hóa và cao cấp, có thể có giá trị, nhưng tốt nhất bạn không nên cho đi đồ cổ không rõ nguồn gốc. Nhiều cổ vật không phải lúc nào cũng được xác minh rõ ràng về nguồn gốc, cũng có thể đã được chôn dưới đất, không cách nào biết được đã trải qua những gì. Nếu là đồ cổ được đào lên khỏi lòng đất thì cần phải xử lý chuyên nghiệp trước khi thu thập. Vì vậy, đừng tùy ý gửi và nhận những thứ này. Thứ 9. Bể cá. Nhiều bạn có sở thích nuôi cá hoặc các loài động vật thủy sinh khác ở nhà, nên những người xung quanh biết được sở thích này sẽ tặng bể cá làm quà tặng. Vậy tại sao người được tặng bể cá hoặc mang tặng bể cá cho người khác lại gặp vận rủi về tài chính trong một khoảng thời gian dài? Đó là bởi vì bể cá cũng có ý nghĩa tương tự như thần tài. Bể cá tượng trưng cho tài lộc nên không thể đặt bừa, tặng bừa. Bên cạnh đó, một số người có bản mệnh kỵ nước hoặc loài cá được tặng không hợp với bản mệnh. Cả hai điều này đều góp phần khiến chủ nhà gặp nhiều xui xẻo. Trong cuộc sống, chúng ta khó tránh khỏi việc trao đổi, vay mượn hay tặng quà cho người khác. Tuy nhiên, khuyên các bạn không nên cho mượn những đồ vật kể trên để tránh ảnh hưởng đến tài lộc của chính mình và gia đình. Quý vị thân mến, tiếp theo sau đây là những đồ vật trong nhà không được để trống mà ai cũng phải biết để tránh được tình trạng thất thoát tài lộc may mắn cho gia đình. Thứ nhất, không được để trống phòng. Một số gia đình có khá nhiều phòng trong nhà hoặc sở hữu nhiều ngôi nhà dẫn đến tình trạng bỏ trống phòng. Sở hữu một căn nhà có phòng trống, lâu không có người là điều không nên. Thỉnh thoảng nên về ở hoặc tận dụng làm nhà kho hoặc cho khách vào ngủ tạm thì tốt hơn. Phòng trống tạo cho người ta cảm giác lạnh lẽo, mất cân bằng âm dương theo phong thủy. Về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến vận khí của gia chủ và những người trong nhà, hay ốm đau, mệt mỏi và cáu gắt. Thứ hai, tủ lạnh không được để trống. Tủ lạnh có quan hệ mật thiết với bữa ăn của gia đình. Thực phẩm trong tủ đủ no, tượng trưng cho một gia đình không phải lo cơm áo. Còn tủ lạnh trống rỗng là cái xấu, gây ra điều kiện kinh tế kém. Vì vậy, hãy nhớ giữ cho tủ lạnh của bạn luôn đầy thực phẩm thường xuyên. Đây là đặc điểm của sự dồi dào, sung túc, không nên để trống. Người ngoài nhìn vào cái tủ lạnh trống không còn lắc đầu, chứ chưa nói đến người trong nhà. Ngoài ra, bạn cũng không nên tận dụng nóc tủ lạnh để đặt những đồ vật linh tinh trên đó. Ta thường thấy có người nhằm để tiết kiệm không gian nên đã đặt lò vi sóng, lò nướng hay máy xay sinh tố trên nóc tủ lạnh. Chưa nói về góc độ phong thủy, thì về khoa học, sóng điện từ do các thiết bị điện này phát ra đã ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của người sử dụng. Thứ ba, nhà bếp không được để trống. Nhà bếp tượng trưng cho kho tài lộc của một gia đình. Vì vậy, những chiếc tủ bếp hoặc tủ lạnh ở trong bếp luôn luôn phải có đồ ở trong đó, đừng để trống, ít nhiều cũng phải để vào đó. Ngoài ra, bạn cũng nên sử dụng bếp với tần suất đều đặn. Đừng để căn bếp lạnh lẽo, lâu ngày không nấu nướng gì cả sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến vận khí của gia đình. Lâu ngày sẽ khiến các thành viên xa cách, dễ xích mích. Thứ tư, chậu hoa không được để trống. Bản thân vai trò của chậu hoa là ươm hoa và tạo không gian cho cây sinh sống. Tuy nhiên, nếu không có cây hoặc đất trên đó, bạn nên vứt bỏ hoặc đặt cây lên đó. Nếu không, muỗi sẽ dễ dàng sinh sản, không tốt cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Thứ năm, thùng gạo không được để trống. Theo danh sách những đồ vật trong nhà không được để trống, hũ, thùng, tủ, gạo ở trong bếp được xem như là kho gạo, kho tài sản và sự hưng thịnh về tài vận, hạnh phúc của gia đình nên tuyệt đối không được để trống. Việc đổ đầy thùng gạo tượng trưng cho sự an toàn của một gia đình, không phải bận tâm quá nhiều về cơm ăn áo mặc.
Đây là điều đặc biệt quan trọng trong văn hóa gia đình của người xưa. Bạn không nên để thùng gạo trống rỗng, cạn kiệt, vì đó có thể tượng trưng cho việc của cải may mắn không còn. Cho nên, khi gạo gần hết, phải mua tiếp đợt gạo tiếp theo để cho vào hũ. Hũ gạo phải đặt ở nơi thật kín đáo trong khu bếp và phải được kê lên để chống ẩm. Tuy vậy, hũ gạo cũng không nên đặt quá cao so với nền bếp. Gạo từ lúa trồng từ đất mà ra nên thuộc mệnh thổ. Vì thế, nên đặt hũ gạo ở phương vị thổ, hướng Tây Nam và Đông Bắc là tốt nhất. Đây được gọi là vị trí đại lợi cho gia đình. Thứ 6, không được để trống phòng làm việc. Phòng học và phòng làm việc ở nhà không nên để trống, nên để sách vở, máy tính, đồ dùng học tập thì mới có lợi. Trên bàn làm việc, bố trí giấy tờ cũng như máy tính gọn gàng. Các bạn cần lưu ý, máy tính cũng cần được xếp cho đúng hướng. Chồng hồ sơ bên trái nên đặt cao hơn bên phải. Tả thanh long, hữu bạch hổ. Bàn làm việc phải sạch sẽ, gọn gàng, thông thoáng để sinh khí luân chuyển, tránh các dòng khí bị ngừng trệ. Bản thân điều đó thôi cũng đã tạo cho người sử dụng cảm giác dễ chịu, một tinh thần sảng khoái, tâm lý thoải mái thì mới có thể làm việc tốt hơn. Đó là ý nghĩa cao quý nhất của thuật phong thủy. Bạn nên biết thêm về những lỗi phong thủy hao tài để hiểu rõ điều này. Thứ 7, bể cá trống rỗng. Bể cá hư hỏng không kịp sử dụng hoặc không hỏng hóc mà không muốn nuôi cá thì tốt nhất bạn nên đậy nắp lại. Một bể cá trống rỗng là một ngụ ý rất xấu rằng của cải của bạn đang trống rỗng. Vì vậy, khi chưa tìm được cách thanh lý bể cá cũ thì chúng ta phải đổ đầy nước vào bể cá. Tác dụng của nó tuy không lớn nhưng không thể xua đuổi tà ma, nhưng cũng không thu hút được sát khí. Quý vị thân mến, gia đình nào cũng cần đóng ba cánh cửa này để giữ phong thủy, gieo dưỡng khí phát tài lộc cho mỗi thành viên. Phong thủy tốt nhất của một gia đình là các thành viên trong gia đình tôn trọng và tin tưởng, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau, sống khiêm tốn, cùng nhau làm việc để gia đình luôn hạnh phúc, thịnh vượng. Sự bất hạnh, rạn nứt của một gia đình thường là một chuỗi vòng luẩn quẩn. Điều quan trọng nhất là những người lớn tuổi trong gia đình chưa đóng vai trò tích cực trong việc nuôi dạy, định hướng tốt cho con cháu. Điều đó có thể khiến cả gia đình dễ rơi vào vòng xoáy sai lầm, lặp lại sai lầm, không thể xoay chuyển. Và thế hệ sau sẽ không được hưởng hạnh phúc. Nói chung, một gia đình dù giàu hay không cũng nên đóng ba cánh cửa này lại để giữ phúc cho con cháu. Thứ nhất, đóng cánh cửa xa hoa và lãng phí. Lối sống xa hoa lãng phí, nuông chiều những ham muốn và lòng tham sẽ dẫn tới nhiều hậu quả khôn lường. Nếu người lớn tuổi trong gia đình không biết tiết kiệm, thì khó có thể dạy con cháu hình thành thói quen chi tiêu hợp lý. Đối với những gia đình này, sự xa hoa lãng phí hết lần này đến lần khác có thể là đang chiều theo dục vọng và lòng tham của bản thân. Trên thực tế, những gia đình này thường khởi đầu rất thịnh vượng và giàu có hay bị người khác ghen tị. Nhưng ngay sau đó sẽ bị những thành viên khác trong gia đình phá hoại sự thịnh vượng vốn có bằng việc chi tiêu không hợp lý, lãng phí. Vì vậy, sẽ khó giữ được truyền thống, sự hạnh phúc trong gia đình. Một khi con người cảm thấy những điều tốt đẹp nằm trong tầm tay dễ dàng đạt được, họ thường không trân trọng những gì mình có. Thậm chí, có thể hình thành thói quen xấu là kiêu ngạo, sống thiếu kỷ luật. Một khi chất lượng cuộc sống sa sút trong tương lai, họ sẽ khó vượt qua được rào cản tâm lý và trở nên chán nản, xa đọa, khiến cả gia đình dễ rơi vào trạng thái sa sút. Những người lớn tuổi thực sự hiểu rõ về giáo dục sẽ làm gương, không theo đuổi sự xa hoa quá mức. Thay vào đó, có thể giáo dục thế hệ trẻ để họ hiểu rằng một cháo một bữa phải tính đến đó không dễ. Nhiều gia đình khi hiểu được sự vất vả của người lao động, tôn trọng giá trị họ tạo ra và thấm nhuần tinh thần tiết kiệm, họ có thể có được hạnh phúc bền vững. Một số gia đình kiếm tiền bằng cách nắm bắt những cơ hội chớp nhoáng. Nó có thể mang lại tài lộc trong thời gian ngắn, nhưng về lâu dài, có thể tài lộc của gia đình đó chỉ là ảo, khó bền lâu. Nên để có được dòng tiền ổn định, cả khi phải đối mặt với nghịch cảnh, mỗi thành viên trong gia đình nên kiếm tiền dựa trên thực lực
khả năng và kỹ năng thực sự của mình. Những người lớn tuổi có tầm nhìn xa sẽ không dạy con cháu mình chỉ nắm bắt cơ hội trong thời gian ngắn, cũng sẽ không kiêu ngạo kiếm lợi từ việc làm ăn gian dối. Như người ta vẫn nói, sống thực tế, sống đúng với lương tâm là con đường tắt dẫn đến hạnh phúc và thành công. Một khi có suy nghĩ, hành động kiếm tiền qua những việc làm sai trái, không đúng đắn, lừa dối mọi người, thì cuối cùng cũng sẽ rơi vào một cái bẫy của người khác và sẽ khó hoặc không bao giờ vượt qua và phục hồi lại được. Thứ hai, khép cánh cửa khoe khoang để tránh khiến người khác ghen tị. Mỗi chúng ta khi sống trên cuộc đời này sẽ gặp và phải đối phó với rất nhiều kiểu người. Sự phũ phàng trong thực tế cho chúng ta biết rằng mối quan hệ giữa con người với nhau đôi khi không tốt như chúng ta nghĩ. Nếu bạn thành công, có thể sẽ bị người khác ghen tị. Ngược lại, người ta sẽ cười nhạo và phớt lờ bạn. Điều đáng sợ nhất của bản chất con người là họ không nhìn thấy những người xung quanh mình sống tốt, cho dù bạn mang lại cho họ những lợi ích. Người trưởng thành đủ sự tỉnh táo, minh bạch, trước hết sẽ là người khiêm tốn ngay trong cuộc sống gia đình. Họ tin rằng con cháu cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ mình. Vì vậy, họ chọn không sống với lòng đố kỵ, ghen tị với những người thành công hơn họ. Trên con đường theo đuổi ước mơ thực sự, nếu chúng ta càng phô trương, khoe khoang thì càng dễ thất bại. Chỉ khi đóng cánh cửa khoe khoang lại và tránh xa sự đố kỵ từ người khác, chúng ta mới có thể dốc hết sức lực và mang lại thành công cho chính bản thân và sự bình yên cho cả gia đình. Tương lai của một gia đình thường nằm ở số phận của chính gia đình đó. Chỉ bằng cách luôn suy nghĩ sáng suốt và sống thực tế, một người mới có thể xây dựng gia đình thịnh vượng và giữ phước lành cho con cháu sau này. Quý vị thân mến, ở phần tiếp theo, mời quý vị tiếp tục đi tìm hiểu 6 thứ đặt ở cửa, cản bước đường thần tài, bỏ ngay mới thấy tài lộc vào nhà. Theo quan niệm từ xưa, có những thứ không nên đặt gần cửa ra vào vì có thể ảnh hưởng rất lớn đến tài vận và vận may của cả gia đình. Trong bài trí nhà cửa, người xưa dặn, bước vào nhà nhìn thấy 6 vật này chính là vật cản đường thần tài, việc làm ăn của gia đình khó phất lên. Vậy cụ thể 6 thứ đó là gì và cần bài trí như thế nào để không cản trở đường tài vận của gia đình? Thứ nhất, giày dép. Lối vào là mặt tiền của cả ngôi nhà. Việc để quá nhiều giày ở lối vào không chỉ làm mất đi sự sạch sẽ và tính thẩm mỹ, gây bất tiện cho việc ra vào nhà, mà còn tạo ra mùi hôi, ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong nhà. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể áp dụng một số phương pháp sau. Sắp xếp giày dép hợp lý và chỉ để lại những đôi đi thường xuyên. Những đôi còn lại xếp gọn trong tủ giày hoặc tủ đựng đồ. Đặt một tủ giày hoặc tủ đựng đồ ở khu vực lối vào để phân loại giày thừa và các đồ lặt vặt khác, giữ chúng gọn gàng, ngăn nắp. Sử dụng chất khử mùi hoặc cây trồng để giảm mùi hôi trong tủ giày và vệ sinh thường xuyên. Thứ hai, cửa phòng ngủ. Phòng ngủ là không gian riêng tư để nghỉ ngơi và cần được thông gió để cải thiện chất lượng không khí trong phòng. Để thông gió phòng, nhiều người sẽ mở cửa phòng ngủ. Việc cửa phòng ngủ hướng ra cửa chính có thể khiến không gian riêng tư bị lộ và dễ xảy ra những tình huống ngại ngùng. Vì vậy, chúng ta cần chú ý vấn đề này, cải thiện cách bố trí và bổ sung các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư để vừa thoải mái vừa an toàn cho cuộc sống gia đình. Dưới đây là một số biện pháp. Thứ nhất, treo rèm cửa. Treo rèm cửa là cách tiết kiệm và nhanh nhất để ngăn cách phòng ngủ với các thiết kế khác của ngôi nhà. Một chiếc rèm cửa đẹp có thể tôn lên diện mạo ngôi nhà của bạn rất nhiều. Rèm cửa sử dụng linh hoạt hơn, bạn có thể treo ở bất cứ nơi nào bạn cần. Phần dưới có thể thông gió, tránh được không khí bí bách suốt cả ngày. Thứ hai, chuyển hướng sự chú ý. Bạn có thể đặt một số bình phong, tranh trang trí và các vật dụng khác trong phòng khách để hướng sự chú ý của phòng khách sang các khu vực khác và giảm sự tập trung vào phòng ngủ. Thứ ba, cửa phòng tắm. Có một điều cần lưu ý cấm kỵ khác là nhìn thấy phòng tắm ngay khi vào nhà. Nguyên nhân đầu tiên là ảnh hưởng đến sự riêng tư của gia đình. Thứ hai, khi khách đến thăm, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy phòng tắm,
không những gây mất thẩm mỹ mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng. Dưới đây là một số giải pháp. Thay đổi vị trí cửa để cửa phòng tắm và cửa ra vào lệch hướng nhau. Di chuyển bồn rửa ra ngoài và thêm vách ngăn. Thứ tư, cửa sổ. Về mặt phong thủy, cửa sổ đối diện cửa ra vào dễ ảnh hưởng đến vận may và tài lộc của gia đình. Khi cửa chính đối diện với cửa sổ, người xưa gọi là của vào cửa trước, ra cửa sau, khiến cả người và tiền đều trống rỗng. Cách bố trí này sẽ có tác động tiêu cực đến vận may trong nhà, thậm chí có thể dẫn đến hao hụt tài lộc. Dưới đây là một số giải pháp. Có thể thiết lập các vách ngăn tùy theo không gian nhà như vách ngăn kính, bình phong, tủ hay tường. Chọn những cây cao, nhiều lá để đặt giữa cửa ra vào và cửa sổ để tăng tác dụng che chắn và cải thiện phong thủy. Thứ năm, gương đối diện với cửa chính. Lắp gương soi toàn thân gần lối vào giúp gia chủ dễ chỉnh trang quần áo, tóc tai trước khi ra ngoài. Tuy nhiên, không nên đặt thẳng với cửa ra vào. Một số người cho rằng việc này có thể mở rộng cảm giác về không gian và giúp kiểm tra tình hình bên ngoài dễ dàng hơn. Nhưng về mặt tâm lý, kiểu bố trí này dễ khiến mọi người cảm thấy lo lắng, căng thẳng và làm tăng khả năng xảy ra tai nạn. Người xưa cũng cho rằng tài khí đi vào nhà sẽ bị gương chặn lại, phản chiếu ra ngoài. Dưới đây là một số giải pháp có thể áp dụng. Di chuyển gương đến vị trí thích hợp hơn, chẳng hạn như nằm ở bức tường cạnh lối vào. Cân nhắc đặt gương ở những vị trí khác. Nếu không gian cho phép, bạn có thể đặt gương dài ở không gian riêng tư như phòng ngủ hoặc phòng thay đồ. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu mà còn bảo vệ không khí và sự riêng tư của ngôi nhà. Thứ sáu, vũ khí hoặc vật sắc nhọn. Một số người thích trưng bày bộ sưu tập vũ khí sắc bén ở những nơi như phòng khách. Nhưng việc đặt chúng ở cửa ra vào có thể mang đến sự bất an, lo lắng cho gia đình. Đặc biệt với những gia đình có trẻ em hoặc thú cưng, cách làm này còn làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Dưới đây là một số giải pháp. Thay thế các dụng cụ sắc nhọn bằng các đồ trang trí mô phỏng khác, không những giữ được hiệu quả thẩm mỹ mà còn tránh được các yếu tố không an toàn. Thay đổi vị trí của các dụng cụ sắc bén và đặt chúng ở nơi khuất, chẳng hạn như tủ hoặc ngăn kéo để tránh bị nhìn trực tiếp. Đặt hoa, cây xanh và các đồ dùng trang trí khác xung quanh để giảm bớt lo lắng. Và trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Câu chuyện về vị tỷ phú mắc bệnh hiểm nghèo. Một tỷ phú nọ cực kỳ giàu có, tiền đếm không hết. Ông sống trong một biệt thự xa hoa, có người chăm sóc từ những việc nhỏ xíu. Thế nhưng một ngày kia ông nhận được một tin như trời giáng rằng mình bị mắc bệnh hiểm nghèo. Căn bệnh vô phương cứu chữa khiến ông nhận ra rằng từ danh tiếng, tiền bạc, của cải xung quanh mình cũng thật vô nghĩa, vì nếu ông chết rồi cũng không thể mang theo được. Cũng lúc đó, ông vô tình nghe tới một danh y nổi tiếng chữa được bách bệnh. Dù chỉ là có chút hy vọng le lói, nhưng vị tỷ phú cũng tìm đến danh y để mong có được phương thuốc cho mình. Vị danh y sau khi bắt mạch cho tỷ phú liền nói: "Lúc này, bệnh tình của ông không có phương thuốc nào có thể chữa trị nổi. Nhưng tôi sẽ kê cho ông 3 đơn thuốc đặc trị này. Nếu ông làm đúng hướng dẫn, hết đơn đầu tiên, tôi sẽ cho ông những đơn thuốc tiếp theo." Người tỷ phú bán tín bán nghi, về nhà lấy đơn thuốc đầu tiên ra, thấy nội dung: "Hãy tới một bãi biển và nằm dài trên bãi cát khoảng 30 phút, làm liên tục như vậy 21 ngày. Cảm thấy khá bất ngờ và khó hiểu, vì không phải là một loại thuốc gì có thể uống được. Nhưng lúc này không còn chút hy vọng nào, thì cứ làm theo lời của danh y thì cũng không mất gì." Nghĩ vậy, ông tạm biệt người thân, một mình tới bãi biển. Đi lang thang một lúc, ông ngả lưng nằm trên bãi cát, ngắm trời ngắm đất, nghe tiếng sóng vỗ. Bất chợt, càng lúc ông cảm thấy cơ thể của mình trở nên nhẹ nhõm, thư thái đến kỳ lạ. Ông mới nhận ra rằng, bao nhiêu năm bận rộn với công việc, với dự án này tới dự án nọ, ông chưa bao giờ được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn cả. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ông được nghỉ ngơi. Cơ thể của ông như được vuốt ve bởi những ngọn gió mát,
tiếng sóng vỗ êm đềm, thật dễ chịu. Cùng tiếng kêu của đàn hải âu càng tạo cảm giác vô cùng gần gũi với thiên nhiên. Trái tim ông bỗng thổn thức. Ông có cảm giác cực kỳ dễ chịu từ từng tế bào trong cơ thể của mình. Hoàn thành đơn thuốc đầu tiên, danh y đưa cho ông đơn thuốc thứ hai, trong đó ghi: hãy tìm 5 con cá hoặc tôm rồi thả chúng xuống biển, liên tục như vậy trong 21 ngày. Dù vẫn còn hoài nghi, nhưng tỷ phú nọ vẫn muốn thử làm theo xem sao. Ông cặm cụi nhặt tôm và cá rồi thả chúng ra biển. Mỗi lần như thế, ông lại cảm thấy xúc động khi mình cứu sống những con vật nhỏ bé đáng thương. Sau 42 ngày làm theo 2 đơn thuốc, ông lại được danh y nọ đưa tới phương thuốc thứ 3 có nội dung: hãy tìm một cành cây và viết những điều khiến ông cảm thấy không hài lòng trên bãi cát. Lần này, vị tỷ phú vẫn kiên nhẫn làm theo. Mỗi lần ông viết những uất ức trong lòng lên cát, thì thủy triều lại cuốn tất cả xuống biển. Sau đó ông viết tiếp, sóng biển lại cuộn vào và cuốn trôi đi hết. Cứ như thế, nhìn thấy cảnh này, ông bật khóc và nhận ra sự vô thường của cuộc sống. Khi về nhà, tỷ phú cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tinh thần chưa bao giờ thoải mái và tự tại đến thế. Ông thậm chí cũng không còn sợ cái chết nữa. 3 bài học lớn từ câu chuyện ý nghĩa trên. Phương thuốc mà danh y đưa cho vị tỷ phú trên không chỉ đặc trị bệnh hiểm nghèo cho ông, mà còn có thể áp dụng cho hầu hết chúng ta. Trong cuộc sống này, chúng ta thường chạy theo tiền bạc, danh vọng mà quên đi việc phải chăm sóc bản thân. Cuộc đời này là vậy, tham cái này thì mất cái kia là điều tất nhiên, chẳng ai có được tất cả. Thế nên đừng để tới lúc lâm bệnh nặng mới hối hận, mà trong suốt cuộc sống của mình cũng phải ghi nhớ 3 bài học lớn từ phương thuốc của danh y trên. Thứ nhất, tận dụng sức mạnh của thiên nhiên. Đơn thuốc: hãy đến một bãi biển và nằm đó khoảng 30 phút, làm liên tục như vậy 21 ngày. Phương thuốc này muốn chúng ta sống chậm, hay như cách giới trẻ ngày nay nói là bình tĩnh sống. Chỉ có như thế mới cho chúng ta tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống của mình, biết trân trọng những gì thiên nhiên mang đến cho ta. Trong khi đó, bao lâu nay, ta bị cuốn theo nhịp sống vội vàng không thể nào rút ra được với những nhiệm vụ, gánh nặng càng lúc càng nhiều. Thế nhưng ta quên mất rằng, chính bản thân mình cũng cần được chăm sóc, yêu thương. Được hòa mình với thiên nhiên cũng có nghĩa là cơ hội để chúng ta được chữa lành. Khi biết tần số rung động là gì, ta đã biết rằng tần số rung động của thiên nhiên rất cao. Nếu chúng ta bị bệnh hay đang trong tình trạng tiêu cực, tức là tần số rung động thấp, thì hãy cho mình cơ hội đến với thiên nhiên. Thứ hai, trân trọng từng sinh mạng xung quanh mình. Đơn thuốc: tìm 5 con cá hoặc tôm rồi thả chúng xuống biển, liên tục như vậy trong vòng 21 ngày. Suốt cuộc đời, sẽ có những lần chúng ta sẽ cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng, thấy chới với giữa dòng đời xô bồ, thậm chí bất lực, muốn buông xuôi, tâm hồn gần như gục ngã, mất niềm tin, mất hy vọng, trước mặt chỉ còn là một khoảng không đen đặc, đầy đau đớn. Thế nhưng, hãy nhìn những con cá, con tôm, những sinh linh nhỏ bé, nhưng chúng quý mạng sống của mình vô cùng. Thế thì tại sao chúng ta lại sớm từ bỏ các cơ hội của bản thân bằng việc tự hủy hoại mình cơ chứ? Hơn nữa, hành động cứu sống những con tôm, con cá cũng vô cùng ý nghĩa. Nó thể hiện cho lòng tốt, lòng yêu thương muôn loài. Việc này cho thấy sự thấu hiểu, lòng từ bi được trải dài ra xung quanh. Thứ ba, bài học của sự tha thứ. Đơn thuốc: tìm một cành cây và viết những điều khiến ta cảm thấy không hài lòng trên bãi cát. Trong cuộc sống, chúng ta gặp vô số điều bất như ý, nhưng nếu cứ nuôi dưỡng tức giận trong lòng thì có ích gì? Hơn nữa, hình ảnh sóng xô bờ cuốn trôi tất cả những dòng chữ còn là nhắc nhở cho chúng ta rằng cuộc sống này vô thường, có hay mất cũng chỉ là trong khoảnh khắc, tích tắc nào đó mà thôi. Vì thế, đừng vì một việc gì mà bám chấp vào nó. Ngay cả sinh mạng mà chúng ta đang sống cũng chỉ là sống trọ giữa đời. Sau khi kết thúc bài học của mình thì chúng ta sẽ rời đi. Vì thế, có vui, có buồn, có sung sướng hay khổ cực thì cũng hãy cứ an yên mà sống.
Cuối cùng, xin cảm ơn quý vị và các cô bác đã quan tâm theo dõi hết video. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và tín hiệu quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất đến từ ban biên tập chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.